Và như vậy là hiệp 1 màn đào xước giữa SSB và K061 cũng đã chính thức được bắt đầu. Không có gì khó khăn đối với thủ thành Thảo David. Xuân Quỳnh được chuyền hay dạy cho Thiên Mỹ Thomas. Tỷ số được mở dành cho các cầu thủ SSB. Một pha bóng mà các cầu thủ bên phía K061 họ đã đẩy quá cao ở tình huống tấn công. Và khi các cầu thủ bên phía SSB chuyển đổi trạng thái thì đội bóng này đã không đủ quân số bên phần sân nhà. Và Xuân Quỳnh cũng đã có một đường chuyền. Thiên Minh Thomas. Đường chuyền dành cho Đệ Nê Ma. Nguy hiểm không vào. Hơi đáng tiếc cho Xuân Quỳnh ở trong pha bóng vừa rồi. Vẫn đang là những sức ép đến từ các cầu thủ SSB. Cơ hội cho Đệ Nê Ma. Thiên Minh Thomas dứt điểm. Lần này thì cú dứt điểm của Thiên Minh Thomas đưa bóng đi trên khung thành. Thiên Minh Thomas. Đệ Nê Ma. Khoảng trống dứt điểm không vào. Một pha xử lý cực kỳ mượt của Quyến Moric. Đưa bóng vào rất nhanh. Một tình huống mà các cầu thủ của K061 đã chớp thời cơ rất nhanh. Và người ghi bàn đó là Tuấn Đạt. Một pha bóng mà hàng thủ của SSB đã hơi bị giật mình sau một pha triển khai đá phạt góc rất nhanh. Nguy hiểm. Cơ hội cơ vào. Lần này thì cú sút của Laminetta đã không thành công. Trọng tài xác định không có lỗi. Nguy hiểm. Cơ bóng. Laminetta, tác giả của bàn thắng quân bình tỷ số, thì lúc này K061 họ đã có những miếng đánh rõ ràng hơn. Thiên Minh Thomas. Thiên Minh Thomas vào. Tỷ số được nâng lên thành 2-1 cho các cầu thủ LNB. Ngay sau khi những sức ép của các cầu thủ K061 chưa thể thành công thì họ đã phải nhận bàn thua. Và một lần nữa thì đội bóng này lại bị dẫn bàn. Thiên Minh Thomas đang di chuyển. Đường chuyển hướng rất hay. Phú Hào cơ hội. Làm gì đâu. Bàn thắng thứ 3 dành cho các cầu thủ của SSB. Đường chuyền của Xuân Quyến. Nguy hiểm. Và như vậy là lưới của K061 một lần nữa lại rung lên. Đó là bàn thắng của Phú Hào. Một pha treo bóng rất hay của Xuân Quyền. Một pha bóng cực kỳ hay. Xuân Quyền. Rất hay. Cơ hội. Qua người rồi. Vào. Tiếp tục là bàn thắng. Tình huống đưa bóng vào của Hồng Quyến đã khiến cho hậu vệ bên phía K061 đã đưa bóng vào lưới nhà. Đường chuyền vào. Nguy hiểm cơ vào. Đó là pha xử lý của Phú Hào. Và nó mang về quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ của SSB. Anh Trương cơ vào.
Cú sút đầy quyết đoán của anh Trường. Bóng được đẩy rất nhanh lên phía trên cho Đệ Nêm à. Rất tốt, Duy Kỳ. Duy Kỳ rất chống chạy cho Thiên Mỹ Tâm à. Bóng đá đi chạch khung thành của thủ thành Vĩ Tẹt. Vẫn đang là các cầu thủ áo tím làm gì nào? Đưa bóng vào. Vẫn còn cơ hội. Cú sút là của anh Trường. Một tình huống mà anh Trường đã chớp thời cơ rất nhanh, tung ra một cú sút quyết đoán để hạ gục thủ thành Thảo David. Mang về bàn để Nêm à. Được chưa này? Tuấn Lê. Khá nguy hiểm, cơ bầu. Một tình huống xử lý rất khó chịu của Tuấn Lê. Và Vĩ Tẹt đã phải rất vất vả mới có thể đưa được bóng ra ngoài. Tuấn Đạt đang di chuyển. Cơ bầu. Anh Trường. Đức Thịnh. Hải Bánh đang di chuyển bên phía cánh phải. Nguy hiểm. Vào. Bàn thắng tiếp theo dành cho các cầu thủ của K061. Và đó là bàn thắng của chân sút số 18. Được chuyền của Đức Thịnh. Nguy hiểm. Cơ một pha bóng mà chúng ta có thể thấy rằng may mắn đã không mỉm cười với các cầu thủ của K061. Những phút cuối là hoàn toàn có thể. Laminetta. Đức Thịnh. Đức Thịnh. Đức Thịnh dứt điểm. Bây giờ thì khách Việt chỉ còn lại một bàn nữa mà thôi. Và thời gian còn lại của trận đấu là rất nhiều. Điều đó thì các cầu thủ của K061 họ đã làm tốt hơn. Chí Thành. Chí Thành đưa bóng vào. Không vào. Cú sút điểm là của Quyền Muric. Laminetta. Nguy hiểm. Duy Kỳ. Không vào. Một tình huống mà hàng thủ của K061 họ đã bỏ quên Duy Kỳ. Cơ hội dành cho anh Trường. Anh Trường. Anh Trường. Cơ bóng. Đang cố gắng để phá bóng càng xa khung thành của họ càng tốt. Cơ bóng. Không thể tin được. Một cơ hội rất rõ ràng vừa bị Đức Thịnh bỏ lỡ. Cùng Thành đã gần như bỏ trống rồi. SSB vẫn đang chơi một lối chơi đầy thận trọng. Như vậy là đúng lúc này thì tiếng còi khép lại mà đỏ sức giữa SSB và K061 đã chính thức vang lên. Chiến thắng chung cuộc 5-4 dành cho các cầu thủ của SSB.